Hiện tại, dịch vụ du lịch bằng xe buýt mui trần tại Việt Nam vẫn là một loại hình du lịch mới mẻ. Riêng thành phố Đà Nẵng đã chính thức vận hành xe buýt mui trần Coco Bus Tour trong các tuyến phố. Với chiều dài bờ biển bao quanh phía đông thành phố, được đánh giá là một trong các bờ biển đẹp nhất châu Á, Đà Nẵng cũng là thành phố có nhiều chiếc cầu đẹp, thơ mộng nhất Việt Nam. Điều này hấp dẫn không nhỏ với khách du lịch. Buýt mui trần Đà Nẵng đưa khách tham quan Ngũ Hành Sơn, bờ biển Đà Nẵng, núi Sơn Trà, viện Cổ Tràm, trung tâm thành phố và đi dạo qua các vùng ngoại ô. Tôi rất vui mừng khi Coco Bus Tour là tour xe buýt mui trần đầu tiên tại Việt Nam. Điều chúng tôi mong là sẽ tái tạo lại sự thành công của loại hình kinh doanh này tại một số thành phố châu Á khác mà chúng ta đã biết, như là Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore, nơi loại hình này rất phổ dụng. Và tôi nghĩ rằng việc nắm bắt văn hóa Á Châu là một cách để tiếp cận các dự án mới và thú vị. Vì vậy, Coco Bus Tour không chỉ là một loại hình du lịch mới mẻ, mà còn góp phần vào sự phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, kết nối các điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy có rất nhiều người Việt Nam thích loại hình du lịch này. Khi mà khách lên trên xe và được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng về đêm, đặc biệt là thời điểm mà đi qua cầu Rồng và đi theo hướng khu vực công viên Biển Đông về lại Coco Bay, thì hầu hết khách đều rất là cảm ơn bởi vì thành phố Đà Nẵng đã phát triển được một cái loại hình du lịch mà khách có thể rất là tự do lên xuống không giới hạn và khách được chiêm ngưỡng thành phố Đà Nẵng từ trên cao và rất tiện. Điểm khác biệt giữa du lịch bằng xe buýt mui trần và các phương tiện khác ở chỗ thời lượng và giá trị sử dụng vé. Mua một tấm vé của buýt mui trần với giá 250.000 đồng không có nghĩa là duy nhất một khách đã mua vé mới được dùng vé, mà người mua có thể truyền tay cho nhiều người trong nhóm để có thể sử dụng hết hiệu năng của vé trong vòng 24 giờ đồng hồ. Số lần lên xe, xuống xe cũng không bị giới hạn trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nếu gặp thời tiết đẹp, khách có thể lên tầng trên để ngắm cảnh. Trong trường hợp thời tiết xấu, khách xuống tầng dưới và ngắm thành phố qua gương. Đi của bọn em sẽ trải qua tất cả là 29 trạm và thời gian sẽ là 2 tiếng 10 phút. Mình sử dụng cái dịch vụ tour Coco Bay á, nếu mà xét về mặt giá cả thì mình thấy rẻ hơn rất là nhiều so với là đi bằng taxi hoặc là xe Grab hoặc là các dịch vụ phương tiện chuyển vận chuyển khác từ Coco Bay đến thành phố Đà Nẵng. Và cái việc tiếp theo nữa là vì đi lại rất là tiện và ở đây thì có xe tầng. Xe tầng thì mình ở Việt Nam thì rất là hiếm cái dịch vụ này. Thế cho nên là khi mà ngồi thì gia đình có thể lên trên tầng 2 ngồi và vừa thưởng thức khí trời, vừa có thể là vãn cảnh luôn dọc đường. Và dọc đường đi thì rất là đẹp, cây cối, không khí rất là thoáng mát. Thế cho nên là mình rất là thích. Thế giới thay đổi khi góc nhìn của bạn thay đổi. Thành phố Đà Nẵng sẽ thu nhỏ trong tầm mắt khi bạn ngồi trên tầng cao của xe buýt. Sắc màu chớm đông, hơi nhợt nhạt sau 3 tháng thu vàng, khiến cho thành phố trở nên im lặng và mang bóng dáng của một Đà Nẵng xưa cũ, rất đội mộc mạc, thân thiện. Mỗi chiếc cầu, mỗi con phố, mỗi ngọn núi như một nốt nhạc đang hòa điệu với sông Hàn. Tình cảm khi đi xe buýt mua tàn rất là vui. Ở dưới là cái tàu sắt nước và ở đây cũng tàu sắt nước khi mưa. Và ở dưới xe buýt mua tàn đó lẫn cái không gian. Mà đó nào là tivi hoặc là to. Có thể nói rằng, xe buýt mui trần vẫn còn là một dịch vụ xa lạ đối với người dân miền Trung có thu nhập thấp. Nhưng đây là loại hình du lịch có mức giá hấp dẫn đối với khách du lịch và giúp du khách khám phá được nhiều thứ ở Đà Nẵng. Thành phố được xem là trung tâm văn hóa của miền Trung Việt Nam.